Hôm 20 tháng 10 vừa qua, xe phun nước vòi rồng của cảnh sát Hồng Kông bất ngờ phun cột nước màu xanh công suất lớn vào nhà thờ Hồi giáo. Trước đó, cộng đồng người Hồi giáo và đa sắc tộc đã tổ chức hoạt động phát nước miễn phí cho người biểu tình Hồng Kông nhằm khích lệ họ. Sau vụ Jimmy Sam, điều phối viên dân chủ bị côn đồ tấn công trong khi tham gia kêu gọi cho cuộc diễu hành ngày 20 tháng 10. Vụ việc gây phẫn nộ mạnh mẽ trong cộng đồng người Hồi giáo, cho đây là một sự xúc phạm đến nơi thánh địa liên thiêng của họ. Một giờ sau vụ việc, vài chục người dân Hồng Kông, chủ yếu là thanh niên trẻ, đã đến giúp đỡ lau rửa nhà thờ. Vào ngày 21 tháng 10, trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã đến thăm nhà thờ Kowloon, xin lỗi cộng đồng người Hồi giáo về sự cố phun nước và nhận định đây chỉ là sự cố của cảnh sát trong khi giải tán người biểu tình chống đối. Tuy nhiên, theo nhân chứng, thời điểm đó không có bất kỳ người biểu tình nào tại khu vực nhà thờ. Wow! Hàm mẹ à? Chiêu xe, 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 chiêu xe